Ngon quá không mày? Ngon quá còn. Nhìn đói từ sáng giờ anh em. Ủa 20.000 hả? Nói vừa giỡn vừa thiệt, nhưng mà thực ra cái bánh mì nó kiểu mà ngậm cái nó tan tan, nó giòn mà nó tan tan. Ở trong thì ít thịt lắm nha. Ồ không có luôn. Ngon quá hả? Hello anh em, hôm nay mời anh em cùng tiếp tục với gia đình mình trải nghiệm Hà Nội cũng giống như khám phá vài món ăn ha. Thì năm trước gia đình mình ra đây á, thì cố tìm cái nhà hàng này, cái món ăn này thì lại tìm không ra, phải ăn chỗ khác. Rồi hôm nay thì một cách tụi gia đình mình tìm ra được cái này một cách rất là tình cờ, nhờ anh tài xế chở đi. Thì anh nói anh cũng không rành, anh không biết chỗ nào, anh ít cứ ra khu vực này lắm. Nhưng mà khi mà tới thì mình tụi mình ghé lên, mình cũng cứ đi đại, mình nói thôi đi vô đại ăn đại. Rồi xong cái tự nhiên là đi lên cái tầng 2, cái vô tình ngồi kế bên cái bàn mà ngày trước năm lúc Tổng thống Obama qua đây ghé ăn. Thôi thì anh em cùng với gia đình mình trải nghiệm thử cái món ăn này nó ngon như thế nào mà ông phải ghé đây thử ha. Rồi mời anh em. Cái địa điểm ăn này nó giống như là một cái quán thôi anh em. Khi mình vô thì sau giờ ăn trưa cho nên cũng không có đông khách lắm. Nhưng mà có một cái điểm trừ là bài bộn chén dĩa nó để rất là nhiều. Rồi cái chén mình đã ăn xong đó, rồi nước mắm này nọ nó làm có cái mùi hơi không được hấp dẫn lắm. Nhưng mà đồ ăn thì thôi tiếp tục mời anh em nha. Đối với mình thì cực kỳ hấp dẫn đấy. Ủa giống nhau hết luôn hả? Anh em mình kêu nhau giống nhau hết hả? Ở chả giò á, đúng rồi. Cái này là ăn cho vui thêm thôi hả? Tưởng là ăn chơi. Còn cái món bún đặc biệt thì nó thịt xiên như là Dương Hải order á. Yêu cho cảm giác lại lần nữa coi. Yêu thấy ăn ngon quá phải không? Ngon quá hả? Đúng rồi. Thử em đi chứ. Sao có chỉ kéo hay gì vậy ha? Thôi lấy cái muỗng á, lấy cái muỗng cũng được. Go. Nướng than hả? Giống như bún chả trong Hà Nội mình, ở trong Sài Gòn mình đâu. Khác luôn. Yeah, go ahead, Phil. Try it. Nghe giòn rụm luôn á nha. Thấy con tôm rồi. Cái nghĩa cho anh em, nếu mà anh em không biết ăn cách ăn thì cái nghĩa cho anh em ăn sao vậy?
đại cái cây. Làm thấy được không mà sao thấy làm tin vậy? Được không? Không. Ăn với bún cũng được, quán không cũng được hả? Cái vòng rộng cái vị giống chả giò mình đúng không quên? Giống chả giò mình không? Không giống chả giò mình nè. Hiếu giống như chả giò của Do Đé làm với lại chả giò anh em rán này là cái nào Hiếu thích hơn? Anh nhìn Do Đé first. Ba cô Hiếu. Ngon hơn. Ba cô Hiếu ngon. Rồi rồi. Hiếu nịnh ba quá. Hãy hồi trước dạng cái này chơi, ăn cái món này. Cái này là lần đầu tiên ra Hà Nội ăn cái vị rất ngon. Phải cho 10 điểm. 10 điểm luôn. À, Hiếu bên kia, Hiếu mới nói chả giò của ba làm ngon hơn nữa kìa, chết. Sự thật. Nó nịnh ba nó quá. Nhưng mà cái này rất ngon. Cái vị hơi lạ không? Đặc trưng, rất là đặc trưng. Cái chua chua có ngọt. Đó Hải làm thử miếng nem rán này coi Hải. Nem rán là chả giò giống như kiểu chả giò mình á. Thôi bốc ăn luôn bạn. Nghe giòn rụm luôn á mà không biết như thế nào á. Nếu mà so sánh với chả giò mình á, nó khác với chả giò mình sao? Nó có chả giò miền Nam hơn. Miền Nam nó giòn và nó có vị nó đậm đà hơn cái này. Cái này cũng ngon nhưng mà không bằng miền Nam. Chắc cái kiểu là cái khẩu vị của người miền Bắc á. Chắc khác gì miền Nam. Mình thấy là cái phần bún chả của ông Obama ăn á là tới 100 mấy chục ngàn cho nó nhiều phần. Tụi mình chỉ có gọi một cái phần đặc biệt như thế này là hình như 60 ngàn, nhưng mà không biết là cái nước trước nhất á là cái nước mình nếm cái nước á rất là đặc biệt, rất là đặc trưng luôn, không có gì giống như mình nếm, không có giống cái gì mà trong bún của mình không có, có như vậy. Nhiều nước mắm và nhiều nước thịt nó là sao rất là đặc trưng, rất là ngon. Đi vô ăn luôn á nha. Mà thịt cũng nhiều, rất một tô thịt là đem theo, thêm phần rau cải ở đây thì quá xa ngon, vừa đẹp chưa. Rồi nếu anh em có dịp ra đây thì cũng nên thử giống như cậu cháu gia đình anh em mình nha. Kiểu tiếp tục kiểu rau thì nó không có nhiều loại rau ha, chỉ có 2-3 loại rau thôi, salad với là tí tô với lại rau này, rau gì quên này, mình ăn bún riêu mình nhớ rau rình, rình giới gì đó. Rá thì trong rau nó cũng có rau gì đặc biệt lắm anh em. Rồi trong đây cũng vậy, thịt chỉ có hai loại giống như thịt thịt chả, giống như là mình thịt nướng của mình bầm mình nướng, với lại thịt lát thịt nướng lên sắc lát thôi. Mà thích cái giống như bạn Hải của mình nói là thích cái là cái kiểu ăn nhiều mình nhúng bao nhiêu chứ không phải trộn hết vô. Mà cái này đối với mình khẩu vị nó rất là vừa ăn luôn á, nó mềm, nó không bị khô. Thêm một cái điểm cộng cho vậy luôn. Ngon. Cho 9 điểm 9 á. Ủa sao đây có nhiều người bỏ bứa vậy ta? Cái này không có này nha. Cái này không biết ăn. Cái này là bếp cái bột không à. Thôi đổ cái này mới là bỏ bứa nè. Còn đây con Dương chỉ ăn sốt thịt rồi, nhưng mà bún thì còn xíu thôi. Thôi chị bắt đầu từ bạn đi, bạn nghĩ sao? Dạ ngon, nhưng mà cái nước nó khác, nước nó rất là khác với lại Sài Gòn luôn. Rất khác luôn. Với lại thịt khác xa với hai bên dưới sườn luôn. Thịt nghe mùi xả nhiều hơn, thơm hơn. Với lại cái phần nó mềm hơn, cái phần thịt viên gì viên cũng thích. Viên mềm không? Mềm là đậm đà hơn không? So với lần đầu mình ăn cái chỗ cái gánh thì sao? Cái gánh không bằng. Không bằng mềm không? Không bằng sao? Cái lạ ở đây là tại sao cái dĩa rau nó lại cái phần vậy không? Chắc lộn phở vô bạn. Dĩa này cũng có, không biết nào mà lọc cái hai dĩa được. Thôi qua Lam đi, Lam nghĩ sao Lam? Dạ ngon, là con trong mình đó. Với lại cái đợt gánh, mình ăn cái Hà Nội luôn á. Ngon hơn cái đợt gánh đó luôn. Với lại cái nem cua nó có mùi chất lượng hải sản. Đó là hải sản rất nhiều, tôm chất lượng. Nếu em muốn thì ngon. Thiếu phê lý sao được biết. Thái Hoàng hay Thái Hiếu? Ủa, ai đến đây? Ủa? 10 luôn. Yeah, tuyệt vời.
Hiếu đang sao Hiếu? Hiếu lần đầu này ăn đi cái món này phải không Hiếu? Hay ngon quá. Ngon quá. Ngon quá. Có một đũa hả? Cảm ơn Hiếu. Hiếu nghĩ nếu mà Hiếu Hiếu trả lời đây Hiếu ăn nữa không? Dạ ăn nữa. Cái là thank you Hiếu. Then you should try the one in Sài Gòn so that you know the difference between these two. I mean, they do sell here in Sài Gòn too. One place is somewhere Obama went to. No, the not other this place. One. Just look at it. Okay. Quy thấy ngon quy. Ngon. Kỳ quá là không có chơi. Còn bạn này, bên này sao? Ăn hết sạch câu. Ăn vỏ mứa tùm lum mà. Lớn rồi, bóng mứa bạn. Thì bạn là người ăn rau. Ngon. Thôi để mình kết thúc video tại đây. Cảm ơn em cùng với gia đình mình trải nghiệm cái quán bún chả Hà Nội ở Hà Nội mà Tổng thống Obama ghé qua. Giá cả thì đối với mình cũng rất là bình dân, chỉ khoảng 60 ngàn mà anh em mình ăn muốn không hết anh em. Rồi hẹn gặp lại mấy anh em trong mấy video tới. Chắc là gia đình mình sẽ đi tiếp tục ăn ở trên Sapa ha. Có thể ghé qua cái quán của anh Hải TV, Hải Sapa TV đó. Rồi hẹn gặp lại anh em.